phụ nữ đang ở độ tuổi sinh đẻ bị viêm nhiễm phụ khoa rồi, càng nhỏ thì cái rượu thì cái thể chúng ta xác định nó càng rõ ràng, rất tốt đấy. Nên nhớ nhá, cái phần đỏ đỏ này này, phần đỏ đỏ này được gọi là khách hàng mơ ước. Tránh cái việc là gì ạ? Tránh cái việc là sản phẩm của bạn giải quyết được nhiều vấn đề quá, xong mỗi thứ bạn làm tí, mỗi thứ bạn làm tí bạn không sâu cái gì cả, bạn không thể trở thành huấn luyện viên được. Và đây cũng chính là phần mà giúp các bạn có được bản kế hoạch hành động. Cái phễu này khá là nhiều tầng. Cái tầng trên này thì thầy dự gọi là gì ạ? Tầng trên này chúng ta gọi là khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng định nghĩa, khách hàng tiềm năng là những người có vấn đề mà sản phẩm của chúng ta có thể giải quyết. Họ có khả năng thanh toán và được quyền mua hàng. Thì sản phẩm của các bạn thường là gì ạ? Thường là dưới 1 triệu, dưới 2 triệu. Thì các bạn tạm thời bỏ qua cái yếu tố là có khả năng mua hàng. Trừ khi đấy là sản phẩm liên quan đến bất động sản, liên quan cái gì đó phải vay ngân hàng, phải vay xã hội đen để mua, thì chúng ta mới xét đến khả năng mua hàng. Đây gọi là khách hàng tiềm năng. Và việc của chúng ta đó là phải làm sao khiến cho hàng triệu khách hàng tiềm năng ngoài kia, thì sẽ có thật nhiều người trong số đó biết đến mình, rồi thích mình, rồi tin mình, rồi vào mua hàng của mình. Thì thầy ơi, rõ ràng thầy nói rồi mà, phải làm nhiều nội dung miễn phí vào, phải xây dựng hình ảnh là huấn luyện viên. Thầy ơi, phải thế nọ, phải thế kia. Ok, cũng đúng đấy. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ học sâu hơn. Trong số khách hàng tiềm năng này thì có sẽ có khách hàng đỏ này là khách hàng gì? Khách hàng đỏ này là khách hàng gì? Đây, khách hàng tiềm năng là những người có vấn đề mà sản phẩm ta có thể giải quyết. Ví dụ, sản phẩm của ta giải quyết được vấn đề liên quan đến nám, liên quan đến mụn, liên quan đến nội tiết tố. Đấy. Thậm chí là gì ạ? Ngủ ngon, rồi tăng cường sức đề kháng, vì mình bán rất nhiều sản phẩm. Nhưng mà mình càng bán nhiều sản phẩm mà mỗi sản phẩm đấy càng nhiều công dụng thì càng khiến mình bị loạn. Vì khách hàng tiềm năng quá nhiều, mình không biết làm sao để người ta có thể là gì ạ? Biết thích tin mình được. Đấy. Nên là các bạn ạ, tại một thời điểm thì bạn cần phải chọn là khách hàng mơ ước mà bạn sẽ tập trung là gì. Tại một thời điểm, chọn một nhóm đối tượng gặp một vấn đề gì đấy rồi, để tạo ra một nội dung bao quanh nó. Phụ nữ đang ở độ tuổi sinh đẻ bị viêm nhiễm phụ khoa rồi, càng nhỏ thì cái thể chúng ta xác định nó càng rõ ràng, rất tốt. Đấy, nên nhớ nhá, cái phần đỏ đỏ này này, phần đỏ đỏ này được gọi là khách hàng mơ ước. Tránh cái việc là gì ạ? Tránh cái việc là sản phẩm của bạn giải quyết được nhiều vấn đề quá, xong mỗi thứ bạn làm tí, mỗi thứ bạn làm tí bạn không sâu cái gì cả, bạn không thể trở thành huấn luyện viên được. Rồi bước số 0, ai đã hiểu bước số 0 xác định khách hàng mơ ước rồi, giơ tay lên mà nói. Nên khi mình hỏi cái thành viên đội nhóm của mình ấy, thì mình hỏi là gì ạ? Ồ, thế dạo này là đang tập trung làm nội dung cho khách hàng gặp vấn đề gì đấy? Mình hỏi họ như vậy. Hay hỏi họ câu hỏi đấy để họ tỉnh. Họ bảo, tớ làm cho cả vấn đề này và vấn đề này nữa. Thế là toi rồi. Tập trung vào một nhóm đối tượng làm ngon thì đến đối tượng số 2. Bây giờ xác định được ở bước 0 ấy rồi. Thế bây giờ làm thế nào để nhiều khách hàng mơ ước đấy biết đến chúng ta? Để khiến cho nhiều người biết đến chúng ta thì chúng ta sử dụng cái công thức của huấn luyện viên vừa nãy ấy. Công thức của huấn luyện viên vừa nãy ấy. Nó có 8 cái gạch đầu dòng cho các bạn ấy. Rồi, thế bây giờ kể lại luôn cho các bạn cho nó dễ nhá, cho nó thành quy trình nhá. Để khiến nhiều người biết đến mình thì bước số 0 là tìm trên internet xem 101 cái câu hỏi liên quan đến mất ngủ đấy là gì? Nó gọi là 101 cái chủ đề liên quan đến mất ngủ đấy là gì? Hoặc liên quan đến yếu sinh lý đấy là gì? Ban tổ chức bỏ cái bảng sang một bên, rồi vào Google gõ yếu sinh lý. Các bạn quay về đưa cho chồng nhé. Bạn anh ơi, hôm nay học phần này. Rồi, gõ yếu sinh, đừng có enter nhá, yếu sinh lý đã. Rồi, thế là có chủ đề.
yếu sinh lý là gì? Đấy, là một cái chủ đề. Nhận diện việc yếu sinh lý và khỏe sinh lý. Yếu sinh lý ở nữ biểu hiện như thế nào? Yếu sinh lý hậu COVID điều trị ra sao? Sau COVID bị yếu sinh lý có thật không? Rồi, yếu sinh lý thì có con được không? Yếu sinh lý nam giới và cách khắc phục như thế nào? Yếu sinh lý thì phải làm sao? Bao nhiêu phút thì được gọi là yếu sinh lý? Rồi, nhiều không? Thế bây giờ ví dụ tiếp, em search là yếu sinh lý nam. Gõ nam đi. Thấy chưa? Yếu sinh lý nam có chữa được không? Yếu sinh lý nam nên ăn gì? Kéo xuống dưới. Yếu sinh lý nam và cách khắc phục. Yếu sinh lý nam có con được không? Yếu sinh lý nam giới là gì? Rồi, bây giờ tiếp. Enter luôn thế nào? Yếu sinh lý nam, enter. Rồi, kéo xuống dưới nữa. Kéo nữa xuống dưới. Nhìn thấy chưa? Bôi đen cái tìm kiếm liên quan đi. Bôi đen hết, tìm kiếm liên quan. Bôi đen. Rồi, rồi, cảm ơn em. Bảo bôi đen mà nó biết là view to luôn. Thằng này quá giỏi luôn á. Họ Hán đấy, không phải chuyện bình thường đâu. Họ Hán luôn mà. Công ty thầy dự là công ty 90% gia đình. Trợ lý số 1 là vợ. À, 99% các bạn mua hàng qua điện thoại trong tháng 5 đến từ cuộc gọi của vợ thầy dự. Trừ khi bạn mua trên fanpage thì có trợ lý khác trực. Trực nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nếu mà mua hàng qua cuộc gọi thì phần lớn đấy là cuộc gọi của vợ thầy dự đấy. Mẹo dân gian chữ yếu sinh lý, dấu hiệu yếu sinh lý. Rồi, bao số bạn đã hiểu cách tìm từ khóa rồi, giơ tay lên mà nói. Giơ tay lên mà nói. Rồi. Bí kíp để bạn tìm ra nhiều từ khóa hơn, ghi vào. Là bạn ghép tên vấn đề của bạn cộng với một trong những từ sau đây. Ví dụ mất ngủ, cho nó lịch sự tí nhá. Mất ngủ. Thì bạn hoàn toàn có thể là ghép nó với cái từ là dấu hiệu mất ngủ, rồi nhận diện mất ngủ. Thế là nó ra cả từ khóa luôn. Rồi bạn ghép nó với từ là tại sao mất ngủ, nguyên nhân mất ngủ. Lại ra hai chùm từ khóa nữa. Tiếp. Cách chị mất ngủ bằng. Nhớ nhớ, chỉ được ghi là bằng thôi, cấm được bằng cái gì. Nào, mở tiếp màn hình lên. Search là cách chị mất ngủ bằng. Đúng chỉ là cái bằng thôi, xem nó gợi ý ra cái gì. Trời ơi, người ta lại cái trải nghiệm là trở thành học trò xuất sắc của anh Nguyễn Trọng Thơ về Internet Marketing. Hôm nay thể hiện tài năng cho các bạn xem. Rồi, vào Google hay vào YouTube đều được. Rồi, Google đi. Này, đi đâu đấy? Thằng kia, anh vừa giới thiệu mày họ Hán đấy. Sao thế? Biết thế không giới thiệu họ Hán nhỉ? Nào đấy? Lại sai tiếp rồi mà coi. Rồi, cách chị mất ngủ bằng. Mày cuống đúng không? Kiểu chuyện sai ít nhất một lần nữa, biết ngay mà. Bằng. Úi xồi ôi. Ra nhiều chưa? Ra nhiều chưa? Rồi. Thế bây giờ cách chị mất ngủ mật ong, rồi thử kích vào bằng mật ong xem nào em ơi. Rồi kéo xuống dưới. Xem nó gợi ý ra cái gì nữa. Đấy, thấy không? Lại đầy từ khóa liên quan. Các bạn đã hiểu cái bước số 2 là bước tìm từ khóa liên quan chưa? Bước 1 là gì à? Tìm các từ khóa. Không nhỉ? Bước 1 là gì nhỉ? À, ghép tên với cái từ khóa để tìm ra những từ khóa liên quan. Bước số 3. Là tạo ra nội dung câu trả lời. Tạo ra nội dung câu trả lời.
dưới dạng bài viết hoặc video. Và phải mở ngoặc ra cho thầy dạy, đây là bí kíp gia truyền. Trình bày nó dưới dạng quy trình hoặc checklist. Ví dụ như là gì ạ? Bạn sẽ làm cái video là gì ạ? Là để giải quyết cho cái từ khóa là cách trị mất ngủ bằng phương pháp gia truyền. Ví dụ kiểu như vậy nhé, hoặc là phương pháp dân gian. Thì việc của bạn ấy, từ khóa là phương cách trị mất ngủ bằng phương pháp dân gian. Thì khi mà bạn tạo ra nội dung câu trả lời ấy, thì đừng có ghi là cách, mà phải ghi là ba cách hoặc là hai cách. Hoặc là nếu như giả sử chỉ có một cách thôi thì mình ghi là cách trị mất ngủ bằng phương pháp dân gian. Ví dụ chỉ một cách thôi thì khi trình bày ở trong ấy thì nó là gì ạ? Bước 1 là gì? Bước 2 là gì? Bước 3 là gì? Bước 4 là gì? Đấy, cái bí kíp của dự là cứ trình bày theo dạng quy trình checklist là nhiều người xem dễ hiểu, người ta thích bạn luôn. Và chính bạn cũng không bị lan man. Rồi. Bước số 3. Bây giờ bước số 4 đúng không ạ? Vẫn ở bước 0 à? Rồi bước số 3. Nào, tạo ra kênh truyền thông. Chính thống. Của cá nhân mình. Ví dụ. Tớ là Thảo. Thảo đến rồi đây. Thảo nè. Đấy. Làm đẹp cùng Thảo. Đẹp cùng Thảo. Xinh cùng Thảo. Tên kênh YouTube như thế nào thì tên kênh TikTok như thế, tên kênh fanpage nên như thế. Vì nó cùng hướng tới một nhóm đối tượng và nội dung chúng ta đang cũng mang tính kế thừa nhau, thậm chí là sử dụng chéo của nhau. Rồi đang nội dung lên. Thế thầy ơi, đang nội dung lên. Alo, làm nào để có nhiều người xem nhở? Thầy ơi, làm sao có nhiều người xem? Có bột mới gột nên hồ. Cứ xác định ra 101 chủ đề đã, bằng cái phương pháp kia đã, rồi tạo ra 101 cái dàn ý câu trả lời đã. Thế bây giờ cho lên TikTok thì mình phải xem TikTok của bọn khác nó làm trên đấy thì cách làm nó như thế nào. YouTube thì cách nó nói như thế nào. Rồi nếu mà thành content thì phải viết như thế nào. Thì cái đấy là tùy vào từng kênh đặc thù của nó thì mình sẽ tạo ra cái nội dung nó thu hút. Phần đấy là gọi là phần bột đấy để gột nên hồ. Phần đấy là phần gột nên hồ. Nên mở ngoặc ra. Để cần có những kỹ năng, để có những cái này. Thì thứ nhất là mình phải cải thiện cái kỹ năng viết content. Bắt buộc. Không học được kỹ năng đâu. Kỹ năng là phải rèn. Nên là học xong rèn thì mới thành kỹ năng được. Còn học chỉ để biết thôi thì không bao giờ có kỹ năng. Kỹ năng đến từ việc làm nhiều và rút kinh nghiệm của từng làm. Ở đây đang có thu nhập trên 10 triệu một tháng không? Hỏi thế các bạn lại tự ái đúng không? Ở đây ai đang thu nhập trên 10 triệu một tháng giơ tay lên nào? Ôi thì chết rồi, ít đấy. Thôi giơ hai tay lên cho nó đông, giơ hai tay. Có nhiều bạn cười. Ai thu nhập trên 10 triệu một tháng là giơ hai tay lên. Rồi, cảm ơn các bạn. Đó, thì bạn sẽ có điều kiện để học tập hơn đúng không ạ? Thì bạn dư giả hơn để việc học tập. Thì các bạn nào nhá, chưa, nếu các bạn chưa có thu nhập trên 10 triệu một tháng thì các bạn cứ câu lạc bộ làm liên tục mà nã. Cứ làm câu lạc bộ làm liên tục lên. Thì lúc đấy chắc chắn thu nhập bạn lên cao. Khi lên cao thu nhập trên 10 triệu rồi thì vào kèm một năm sau. Rồi, bạn mở ngoặc ra. Là câu lạc bộ làm liên tục. Hoặc là môi trường kèm một năm, tùy các bạn. Đấy là giải pháp đấy. Rồi tiếp nữa để khiến nhiều người biết mình này. Có nội dung để đăng lên rồi. Thì cái bước này là bước để tăng tốc này. Là tạo ra tài liệu miễn phí liên quan đến nó. Để tặng miễn phí. Lại kỹ năng viết ebook đúng không? Bước số mấy nữa? Bước tiếp theo, bước số 5. Để tăng tốc nhá. Chạy quảng cáo. Bước này là để bạn muốn tăng tốc nhanh, rút ngắn quãng thời gian thành công, đổi tiền. Tặng quảng cáo, chạy quảng cáo.
Chạy quảng cáo thì nó như này này. Thông báo các bạn rằng những nội dung video hướng dẫn của Thầy Dự mà đăng trên fanpage ấy, những nội dung chia sẻ kinh doanh online ấy, cứ cái nào đăng lên Thầy Dự cũng bơm tiền quảng cáo 50 đến 100 nghìn. Thì ghi kỹ thuật chạy quảng cáo này vào là cứ có nội dung có giá trị là mình sẽ đăng lên và chạy quảng cáo. Chọn đúng đối tượng của mình vào, ví dụ nữ quan tâm làm đẹp thì đó vào. Sau đó tiêu hết cái ngân sách đấy thì thử xem là cùng một ngân sách mấy chục nghìn như vậy thì video nào đang nhận được nhiều lượt comment, nhiều lượt tương tác, chúng ta lại tiếp tục bơm tiền. Cái phần này là dành cho những người nào đó mà đang muốn tăng tốc quảng cáo nhá. Còn không nhất thiết phải dùng nó, vẫn có thể thành công. Rồi thầy ơi, thì em muốn nhiều người biết đến em mà em không muốn chạy quảng cáo, em không thích chạy quảng cáo thì làm sao? Thầy ghi một cái giải pháp nữa vào. Đó là trở thành con cá lớn. Trở thành con cá nhỏ trong chiếc ao lớn. Trở thành con cá nhỏ trong chiếc ao lớn mở ngoặc ra chính là cộng đồng của người khác. Ví dụ bạn có rất nhiều nội dung chất lượng về việc mất ngủ rồi chẳng hạn thế. Bạn thuê luôn một group nào đó mà có nhiều tương tác. Thuê đăng bài theo tháng rồi đấy. Mỗi ngày đăng dự 2 cái video, 2 bài viết gì đó liên quan đến mất ngủ trong đấy. Để cứ người nào đó mà xuất từ mất ngủ trong đấy hoặc cái gì liên quan đến mất ngủ là người ta sẽ nghĩ ngay đến mình. Đó, rồi sau đó gì ạ? Đăng một cái tài liệu là tặng một cái tài liệu gì đó liên quan đến mất ngủ. Thế là có người nhận trong đấy. Bạn có không có cộng đồng mà thuê được cộng đồng người khác hoặc là nhờ được cộng đồng người khác hoặc đầy cộng đồng miễn phí khác thì bạn có thể khai thác ở trong đấy. Nên là lúc đấy thì bạn sẽ có được những người biết đến mình nhiều hơn. Rồi, vậy nên là trong cái phần để khiến nhiều khách hàng tiềm năng này biết đến mình thì lưu ý với Thầy Dự là cần có kênh TikTok, cần có kênh YouTube, cần có kênh fanpage. Facebook cá nhân của mình thì đương nhiên rồi. Zalo. Tiếp. Cộng đồng của người khác. Mình không phải là admin tham gia cộng đồng người khác. Đó là những cách. Đấy là nhiều người biết. Ok. Bây giờ chúng ta lại mở lại cái fail cho Thầy Dự nào. Mở lại cái fail. Rồi. Mở lại cái fail. Tèng. Sau đó cầm cái tờ giấy trắng này của mình lên. Tờ giấy trắng đâu? Rồi. Bạn sẽ ghi cái tờ giấy trắng này vào để tí lại về còn làm kế hoạch hành động. Một. Ghi vào. Ghi vào tờ giấy trắng ấy. Tờ giấy trắng này là tờ giấy phải trả lời những câu hỏi sau đây. Ghi vào. Ghi luôn ở đầu tờ ấy. Không có tí là đầu tờ giấy. Một. Câu 1. Khách hàng mơ ước của bạn là người đang gặp vấn đề gì? Ghi nhỏ thôi nha. Có giấy phát giấy em ơi. Câu hỏi số 2 là 101 chủ đề mà những người gặp vấn đề ấy, mà những người khách hàng mơ ước ấy quan tâm là gì? Rồi ôi, tối nay không xong, mai không nộp bài vào lớp thì không được học đâu. Thực sự chỉ cách làm rồi, về chữ điền thôi. 101 chủ đề mà khách hàng mơ ước đó đang quan tâm trên mạng là gì? Sử dụng Google, YouTube đấy mà tìm. Cách nọ, cách kia, bí kíp nọ, bí kíp kia. Ba. Phải dạy nhanh cho học trò không hiểu gì, bởi vì học trò bảo tại em không nghe kịp chứ không phải nội dung không hay. Mất ngủ làm sao được, ngủ ít mới ngon. Ô này, những bạn gặp vấn đề về mất ngủ có thể làm cùng nhau mà. Và chủ đề khách hàng tiềm năng, khách hàng mơ mất ngủ ấy. Những người bị yếu sinh lý thì làm cùng nhau mà. Đúng không?
Những người yếu sinh lý thì vào một nhóm. Câu hỏi số 3 là tên kênh chuyên gia của bạn là gì? Tên kênh chuyên gia của bạn là gì? Rồi. Thế mở ngoặc ra. Thì thầy dự ý đang hỏi đến cái việc là fanpage. Mở ngoặc ra là fanpage này. Fanpage, TikTok, YouTube. Đấy, ý thầy dự hỏi tên của ba kênh đấy. Và ba kênh đều chung một tên nhá. Bạn sẽ đặt nó là gì? Ok. Rồi. Câu 4. Hả? Ôi, nhiều quá. Về nhà, kết thúc khóa học này khỏi phải làm nữa. Chỉ có nhìn vào và thực hành thôi. Về nhà bạn không có thời gian để làm kế hoạch đâu. Lười như các bạn làm sao mà làm được kế hoạch? Sao? Xin lỗi, đừng xe dùng bên này một tí. Càng những bạn thu nhập cao thì càng ít thời gian để tập trung vào những thứ nó tiểu tiết kiểu như này. Nên là đã mất thời gian 2 buổi rồi thì cố thêm một tí, đúng không ạ? Rồi. Các bạn biết là hội trường chúng ta từ giây phút vừa nãy trở đi là mỗi một tiếng trôi qua là chúng ta sẽ tốn ít nhất là 4 triệu rưỡi ở đấy. Nhưng mà nếu như thầy dự bảo thôi dừng lại về nhà cho các bạn này làm như thế, bạn không thể làm được. Thì cả khoa học đấy nó không ra một cái gì hết. Thầy dự muốn là các bạn phải có thứ cầm về để làm theo, chứ không phải có thứ cầm về để đọc lại. Cầm về để làm. Rồi, cái số 4. Rồi, ok. Câu số 4 là tháng 6. Tháng 6. Bạn tạo ra bao nhiêu video? Trong số 101 chủ đề này. Rồi, 5. Cái gì đấy? Đấy, em thấy không? Tức là đây là một cái nhìn nhận dựa trên cái quan điểm là có sự quan sát nhá, chứ không phải là quy chụp là các bạn lười nhá. Đấy, chỉ bên kia thôi đấy, tức là bên này là khác, biết chưa? Thì ở bên này là bảo không, không phải là bên kia, vẫn là bên này nhưng mà ở phần phía trên. Trong phần phía trên bảo thầy ơi, trong phần phía trên lại có cái hàng này cơ. Rồi. Thế là như này là quên mất rồi. Tháng 6 bạn sẽ tạo ra bao nhiêu video trong số 101 chủ đề này? Thì việc của bạn chỉ mỗi ghi con số là 8 hay 10 hay 50 thôi, có cái gì đâu. Ờ, nhục quá, nhục luôn. Tiếp. Câu hỏi số 5. Rồi. Tháng 6 bạn sẽ tạo ra bao nhiêu chủ đề live stream? Xin lỗi, tạo ra bao nhiêu live stream trực tuyến? Tháng 6 bạn sẽ tạo ra bao nhiêu live stream trực tuyến để phục vụ khách hàng mơ ước? Rồi, câu số 7. Sao bạn viết số 5 giống số 6 thế? Thầy nhìn ngược. Cái số 6 là tháng này bạn tạo ra bao nhiêu tài liệu miễn phí cho khách hàng mơ ước? Tháng này, tháng 6 này tạo ra bao nhiêu tài liệu miễn phí cho khách hàng mơ ước? Kinh nghiệm là cứ nói những điều khó hiểu thì mọi người mới tỉnh táo lên được. Nói dễ hiểu quá ngủ hết. Tháng 6 này tạo ra bao nhiêu tài liệu miễn phí cho khách hàng mơ ước? Rồi, mở ngoặc ra. Tên tài liệu. Ví dụ bạn bảo tặng 3 tài liệu thì tên tài liệu đấy là gì? Mai nhớ phải viết ở trong này. Hoặc là bảo thôi em chỉ 1 tài liệu, tên 1 thì tên tài liệu đấy là gì? Để lúc thầy giữ xem thì còn biết. Rồi, ok.
Đây là câu số 6. Tạm dừng lại câu số 6, thì vì nữa sẽ có 1 đến 2 câu liên quan đến việc chốt sale nữa. Rồi, bây giờ lại nhìn lên bảng đây. Ban tổ chức đưa bảng sang đây. Đưa bảng lên đây. Bạn sẽ khiến cho nhiều người biết đến bạn nếu như bạn có nội dung miễn phí ở trên các kênh truyền thông đủ lớn. Cách trình bày của bạn có sự ấn tượng. Bạn sẽ khiến cho nhiều người thích đến mình và tin mình mua mình. Khi bạn làm những điều sau đây, mua mình, mua sản phẩm của mình. Nào, sẽ khiến nhiều người thích mình khi mà cái nội dung đấy của mình nó trình bày một cách rất là chỉnh chu và chuyên nghiệp. Rõ ràng nói về vấn đề của họ rồi, nhưng nếu mình không biết cách trình bày một cách chỉnh chu chuyên nghiệp thì người ta sẽ không thích mình. Chỉnh chu chuyên nghiệp và có cái cá tính riêng, có cái nét gì đó, có cái cá tính. Đấy, nhìn nó phải mát mắt, nghe nó phải sướng tai. Mát mắt như là gì ạ? Là bạn hoàn toàn có thể chọn bối cảnh đẹp. Bạn kinh doanh sản phẩm về làm đẹp đúng không? Hoàn toàn có thể thắt một cái nơ ở trên này. Hiểu không nhỉ? Hoặc là muốn tạo ấn tượng nữa thì chấm một cái nốt ruồi bên phải. Rồi. Khiến người ta tin mình ấy, thì nhớ, khiến người ta tin mình thì cần phải làm những điều như sau. Khiến người ta tin mình thì mình cần phải hiện diện trực tuyến thật nhiều. Người ta đã tin những người hiện diện trực tuyến mang tính định kỳ. Định kỳ ở đây là mỗi ngày một lần thì quá tuyệt vời. Còn nếu không là mỗi một tuần là cố định bao nhiêu. Bạn nghĩ sao nếu như bạn vào một cái fanpage và thấy cái ảnh bìa fanpage đấy là gì ạ? Livestream hỏi đáp tất tần tật về làm đẹp vào thứ 2, thứ 4, thứ 6, 20 giờ hàng tuần. Cảm thấy mức độ chuyên gia cao hơn không? Thế. Ngay cả khi người ta không xem livestream nào, người ta phải nể mình. Đúng không nhỉ? Rồi, cái fanpage của bạn cũng có cái thông báo kiểu như vậy. Rồi, thế làm sao mà để có thể livestream một lúc trên nhiều nền tảng như vậy? Thì bạn ghi cái tên trang web vào. bậcthầylivestream.com. Thì trên đấy thầy dự có phiên bản tiếng Việt sử dụng cái ứng dụng Chimat mà thầy hay dùng ấy. bậcthầylivestream.com. Thì bạn sẽ có thể livestream một lần, hiển thị trên cả gì ạ? Cả fanpage, cả group, cả trang cá nhân, cả kênh YouTube được. Kênh YouTube thì yêu cầu là có 1.000 giờ xem hay là 1.000 đăng ký ấy. Thầy dự thì thường có sẵn cái đấy rồi, không để ý. Là bạn livestream một phát là hiện tất nền tảng luôn. Chọn một phát được tối đa 8 luồng luôn. Thế mới sướng. Khiến người ta tin mình nữa khi mình có những cái ấn phẩm mang nét đặc trưng của mình. Ví dụ như tài liệu dạng ebook thì có gì ạ? Ebook thì có ảnh mình ở trên ebook đó. Ok, em vào trang bit.ly. Chàng trai, vào bit.ly xoẹt chéo. Bit.ly. Nó xoẹt chéo. Xoẹt 30. 30 truyền cảm hứng. 30 truyền cảm hứng, viết không dấu, bỏ đi. Không dấu. Đây, ví dụ một cái tài liệu của sự. Đấy, thấy không? Đẹp chưa? Chưa nhìn thấy, biết đẹp rồi. Bỏ bảng em ơi. Bạn sẽ cần phải tạo ra những cái tài liệu như thế này. Đẹp lắm. Nó đẹp quá, tức là nó đẹp quá nên là nó lốt hơi lâu. Nó đẹp quá. Đấy. Và các bạn mới thời điểm đầu tiên xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, viết để tặng cho người mới thì cái kia lại cần có khuôn mặt của bạn nhá. Rồi, kéo nhanh lên không? Người ta đọc em ơi. Kéo nhanh lên. Rồi, kéo xuống. Quá đẹp trai luôn. Rồi, kéo nhanh nữa lên em. Đấy. Úi xồi ôi. Quá là ghê gớm. Rồi, cảm ơn em. Đúng chàng trai họ Hán. Thank you. Bạn sẽ cần phải tạo ra những tài liệu miễn phí như vậy. Thậm chí người ta chưa nhận tài liệu của bạn, nhưng vào trang của bạn thấy bạn nói bạn có tài liệu miễn phí, hoặc là vào trang của bạn thấy cái hình ảnh bạn đăng cái tài liệu miễn phí ebook này có khuôn mặt của bạn thôi, thì cái mức độ tin tưởng của người ta với bạn cũng đã cao hơn rồi. Rồi, tiếp nữa. Để khiến người ta tin mình.
hãy tạo ra những nội dung video hoặc là hỏi đáp trực tuyến có mặt của chuyên gia. Mình cùng bác sĩ nào đó, hoặc là mình cùng một cái chị làm spa nào đó, để thể hiện rằng là mình có nhiều mối quan hệ với những người cùng ngành, thậm chí là giỏi hơn mình nữa. Mời họ về kênh của mình. Rồi ôi, có một cách nữa để khiến cho ai cũng tin bạn này, là bạn tạo ra một hoạt động là hỏi đáp tất tần tật hàng tuần. Thậm chí là chạy quảng cáo cho cái bài nói về việc là cứ câu hỏi gì liên quan đến trẻ biếng ăn hoặc là tình trạng của bé các bạn như nào, cứ comment xuống đây mình chỉ dẫn cho, ví dụ kiểu như vậy. Thế là mình có bộ sưu tập các câu hỏi. Và bộ sưu tập các câu hỏi như vậy thì sao? Bạn nghĩ sao nếu như bạn lại có thời gian là câu hỏi này là gì? À, con mình 4 tuổi rồi và dạo này tình trạng đang như thế này. Thế là mình lại có thời gian luôn lành luôn. Đây là trường hợp mình làm thành video luôn. À, xin chào, hôm nay là có một cái trường hợp của chị Lan hỏi mình là con bị biếng ăn, trong trường hợp này như cần làm như thế nào. À, cháu không chịu ăn như này. Ok, thì cái hướng dẫn của mình nó đơn giản như sau thôi, như là như này, như này, như này, như này. Ok, nếu chị Lan xem được cái video này thì đấy, mình chia sẻ như vậy. Xong, bản thân người đã đặt cái câu hỏi đấy trên phần comment nào đó của mình thì mình hãy inbox gửi tặng cho người ta cái đấy, hoặc thậm chí là reply luôn ở đấy. Hiểu được không ạ? Còn video gốc của mình là mình đăng lên YouTube, đăng lên kênh khác của mình rồi kia mà. Nên nếu bạn đã từng trả lời được một câu hỏi cho cá nhân người nào đấy thì người đấy sẽ tăng giá trị niềm tin với bạn. Nhớ nhá, chứ không phải là cứ trực tuyến như này để còn trả lời một cái ồ ạt đâu. Hoàn toàn tạo ra một cái gì ạ? Tạo ra một cái hoạt động là cứ hỏi ở đấy, ghim trên đầu fanpage ấy. Các bạn có biết thời điểm này của năm ngoái, cái fanpage thầy Hán Quang Dự của thầy Dự chắc khoảng hơn 10.000 follow. Thế là thầy Dự mới tạo ra hoạt động là hỏi đáp tất tần tật tại đây. Thầy Dự làm một cái video chắc khoảng tầm hơn 10 giây. À, xin chào các bạn, nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào về bán lẻ, về viết content, về làm video, về xây dựng đội nhóm, hãy comment xuống dưới này, thầy Dự và cộng đồng học trò của thầy Dự sẽ trả lời giúp các bạn. Trời ơi, hơn 3.000 lượt comment vào. Và cứ comment vào đấy thì thầy Dự chưa kịp trả lời thì các học trò của thầy Dự vào đấy trả lời rồi, để họ xây dựng uy tín ở trong đấy. Và cái hay của thầy Dự là gì ạ? Là tham khảo cách trả lời của học trò của mình để mình có câu trả lời hay hơn. Thầy hiểm nhỉ? Sử dụng họ làm trí tuệ ưu tú, bởi vì các bạn này có kiến thức thực chiến vô cùng. Đúng không nhỉ? Thực ra là gì ạ? Để thầy Dự tham khảo để thầy Dự có tên vấn đề thôi, tên câu hỏi để thầy Dự phát triển nội dung kênh YouTube, TikTok của thầy Dự. Nói thật là như vậy. Không phải các bạn, còn thầy Dự lại gài bạn nữa. Hiểu cách để người ta tin mình chưa? Bao số bạn đã biết cách để khiến cho nhiều người tin hơn rồi, giơ tay lên vào đó. Giơ tay lên vào đó. Và bây giờ phần cuối của buổi học ngày hôm nay, đó là 12 cộng tuyệt chiêu để gia tăng doanh số, để bán hàng như hơi thở. Bao số bạn sẵn sàng học cho phần quan trọng này, giơ tay lên vào đó.